Xin chào các bạn đến với kênh Thanh Vlog. Clip hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách tạo RMI để tạo kênh YouTube cho bạn nào quyết định làm vlog nha các bạn. Các bạn lưu ý gì sau phải tạo tài khoản khác nha các bạn, mà không phải sử dụng tài khoản có sẵn trên điện thoại. Anh em lưu ý, bởi vì khi mình đăng clip lên kênh YouTube mà tài khoản có sẵn trong điện thoại, thì khi kênh mình đặt để định mức kiếm tiền các bạn, thì bên YouTube yêu cầu xác nhận mai mật khẩu, mình lại không nhớ hoặc là không biết là xong luôn các bạn. Mình còn chưa nói đến mà điện thoại mình mà bị hư hay mất gì là mình tiêu luôn. Các bạn lưu ý nha, vì mình thường khi mua cái điện thoại ấy, thì chủ cửa hàng đã cài đặt sẵn mai mật khẩu nè, nhưng ít ai xin mật khẩu để lưu lắm. Như các bạn, vì vậy các bạn phải tạo Gmail để mình nhớ mật khẩu nè cho mình nha các bạn. Thôi không để mất thời gian của các bạn, giờ mình bắt đầu tạo Gmail nha. Rồi chúng ta bắt đầu cầm máy lên và bấm vào màn hình chính của giao diện của điện thoại. Các bạn tìm giúp mình cái ứng dụng Gmail nha các bạn. Đây. Rồi các bạn bấm vào. Sau khi bấm vào thì nó ra cái giao diện Gmail như thế này. Các bạn nhìn bên cái góc trái của màn hình, nó có ba gạch ngang này. Đây các bạn, bạn bấm vào. Rồi các bạn kéo xuống, tìm giúp mình cái chữ cài đặt. Đây các bạn. Rồi, bạn bấm vào chữ cài đặt. Rồi, sau đó mình bấm vào cái chữ là thêm tài khoản này nha các bạn. Rồi mình bấm vào chữ Google đây. Rồi sau khi mình đăng nhập vào Google thì Google có hỏi mình, có yêu cầu mình cái nhập cái địa chỉ email hoặc là số điện thoại. Thì ở đây mình tạo cái tài khoản mới, thì mình bấm vào cái tạo tài khoản đây. Rồi các bạn chọn cho mình là bản thân tôi nha các bạn. Sau đó các bạn nhập ở trên đây là mình nhập họ nè, ở dưới này là mình tên. Thì các bạn nhập ví dụ nha, bấm là Thanh. Rồi tiếp ở dưới này là để là Vlog. Rồi các bạn chọn tiếp theo. Thì ở đây nó có yêu cầu mình là chọn ngày tháng năm sinh của mình ạ. Như đây là giới tính, thì các bạn đặt theo cái ngày tháng năm sinh thực tế của mình cũng được, còn không các bạn cứ bấm, mình đang làm cái ví dụ thì mình bấm cho các bạn thêm á, bấm ngày sinh ngày 1 tháng 1 năm 2 không đi. Rồi chọn cái tính nam, các bạn bấm tiếp theo cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn chọn một cái Gmail mà mình muốn tạo. Mình bấm làm cái ví dụ cho các bạn xem nha. Rồi các bạn bấm cho mình tiếp theo. Rồi bắt đầu mình chọn cái mật khẩu nha các bạn. Chọn mật khẩu. Mật khẩu này các bạn lưu ý nha, là mình phải nhớ để sau này mình có đăng nhập rồi mail là mình phải cần cái mật khẩu này nha các bạn. Bắt buộc mình phải nhớ. Rồi mình bấm. Rồi Thanh bấm là Vlog đi. 24 rồi. Bấm. Tiếp theo. Rồi ở đây các bạn kéo xuống,
đọc hết những cái tài khoản như này, còn không bạn bấm cho mình là tôi đồng ý. Rồi mình chọn tiếp theo luôn. Đây là cái điều khoản của bên Gmail, Google nó cung cấp cho mình. Để các bạn có thời gian thì đọc sơ qua để mình hiểu thêm các bạn. Còn nếu đọc xong rồi thì mình bấm là tôi đồng ý. Các bạn đợi tí. Đây. Đây, vậy là mình đã tạo cái Gmail xong thì nó hiển thị cho mình ở đây. Là thanhvlog124@gmail.com. Đây là là mình đã thành công nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn cài đặt các bước đó xong thì mình thoát ra về cái Gmail ban đầu. Các bạn bấm vào cái hình avatar đại diện của mình nha các bạn. Kiểm tra đây, đây là cái Gmail thanhvlog124@gmail.com. Rồi sau khi các bạn kiểm tra xong, các bạn bấm vào cho mình cái Gmail mình mới tạo nha. Rồi các bạn muốn thêm hình ảnh mình vô trong cái hình đại diện này. Ở đây, nếu như anh thì các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vô cái hình đây, nó có cái máy ảnh đây nha các bạn. Ở đây thì nó có cái phần là ảnh nè, thêm vào hồ sơ nè. Các bạn chọn cho mình một cái ảnh để lên đây, hình đại diện á, bấm thêm ảnh. Ở đây có rất nhiều ảnh thì các bạn cứ chọn lại, chọn lại đi. Rồi các bạn bấm lưu. Rồi các bạn bấm ok. Rồi, vậy là mình đã có cái một cái ảnh hồ sơ như thế này các bạn. Rồi các bạn bấm thoát ra. Thoát ra các bạn bấm vô cái nhóm phụ trách cộng đồng Ron Google nè. Nó kêu mình là hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản. Nè, mình bấm vào. Rồi, ở đây là nó có mấy bước khai thác tối đa, gửi mail tin tức nhận riêng của bạn, bấm bấm vâng tôi được muốn cập nhật. Rồi vậy là ok nha các bạn, cứ thoải mái đăng clip trên YouTube vô tư mà không sợ gì nữa. Chúc các bạn thành công. Các bạn xem clip thấy hữu ích nhớ bấm like. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Chào các bạn.